Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo nhé, và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Nay bên em mới dọn được một lô Maker Seat gồm 12 cây, các em hệ lòng đứng gồm có Echo, Tanaka và Shinoway nha mọi người. Thì đây là những cái hệ đề mới ha. Thì những cái dòng này thì dạng tầm trung dành cho anh em sử dụng cắt gia đình, thì cũng có một vài ba em mà anh em có thể đi cắt cưa cây thuê ha, cắt chuyên nghiệp nha mọi người. Đó, mình mới vào nghề cưa mình nên sử dụng những cái dòng nào nó chung chung một xíu. Thì mình trong này thì nó có hiện tại là có 4 cây, còn lại là các dòng máy còn lại là sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn ha. Thì các máy mạnh thì gồm có Shinoway này, 4 em Shinoway này. Đó, 2 em Shinoway 393 và 1 em Shinoway 395 và 1 cây Shinoway 1039. Thì những cái hệ này là nòng 40 ly. Đó, 38,9cc, 39cc mọi người. Thì dòng này thì dành cho anh em sử dụng cắt mới vào nghề cưa. Mình sử dụng mấy dòng này cầm rất là vừa tay và lực tua cũng rất là ly. Lam của nó dao động xài khoảng lam 50cm. Anh em nào ráp lam 60 cũng cắt được ok ha. Đó, nhưng mà xài 550 là đẹp nhất, làm 40-50. Rồi, thì hiện tại lô máy này em về em chưa có ráp lam xích. Thì sau đó, sau cái video này em sẽ ráp từng cây và em sẽ test nổ từng máy cho anh em xem. Trước tiên là lô này em giới thiệu cho anh em một cái các mẫu máy là như vậy, đã dọn nổ sẵn. Trong này thì toàn hàng tuyển, hàng lựa, hàng đẹp nha mọi người. Đó, không có cây nào xấu hết ha. Cây nào cũng đẹp leng keng luôn nha mọi người. Nhất là những dòng Echo dành cho anh em sử dụng cắt gia đình này. Mới keng luôn. Echo 351 đời mới nha, có trợ lực này, có núm bơm xăng, đờ chốt e đầy đủ tất cả nha mọi người. Và đặc biệt có một cây Echo đời cao hơn nữa là GC371. Đó. Em này là đẹp rồi, xuất sắc luôn, Nhật quên xài luôn. Nòng leng keng luôn nha mọi người. Đó. Và bên cạnh đó thì có các dòng Shinoway 304 này với lại 1029, những dòng này dòng nhỏ nhẹ dành cho anh em sử dụng gia đình. Đó, công suất nhỏ nha mọi người, ốp lam 2 ốc chân lam. Đó, máy thì nói chung là lô này toàn máy đẹp, không chê ở đâu hết. Đó, các lớp lát lớp máy là anh em đủ thấy rồi ha, chảy chụa rất là ít, chưa sử dụng bao nhiêu. 1029 thì nó đời cao hơn 304, có trợ lực này. Đó, muốn bơm xăng phụ đầy đủ hết. Đó, và có hệ lẻ loi nữa là hệ Tanaka đây. Tanaka là Tanaka 3400 nha mọi người. Đó. Dòng Tanaka để xài cũng rất là ok. Để tập hợp các thương hiệu của Nhật Bản. Rồi em sẽ quay từng con nha. Đây là Tanaka 3400 này. Tiếp theo là Echo Kerit 3611G này. Đó. Cái này hệ đời mới luôn, có trợ lực muốn bơm xăng phụ đầy đủ. Tiếp theo nữa là cây Echo 351. GC351 leng keng luôn. Đó, cũng GC351 luôn. Đó. Những dòng Echo GC351 này dao động từ 2,7 triệu đến 3 triệu một cây nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến Echo GC371 này. Đó, đẹp xuất sắc. Ba Shinoway 304. Và đây là Shinoway 1029. Đó, Shinoway 393. Những em này em vừa nói rồi ha, là dành cho anh em sử dụng cắt cưa chuyên nghiệp. Đó, cắt đi cưa cây. Còn anh em nào sử dụng gia đình thì mình sử dụng mạnh thì, dòng này rất ok. Đó, 393. Đây là Shinoway 393 luôn. Shinoway 395 lốc lát là càng hết nhỉ. Đó, ok rồi. Shinoway 1039 này. Cây này đời cao hơn là có trợ lực này, có thắng xích này. Đó, máy thì rất là mới, ốp lam 2 ốc. Rồi ok, thì anh em nào có nhu cầu sử dụng em nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Đó, thì những cái video sau em sẽ ráp đầy đủ vào và test nổ từng con cho anh em xem ha.